Hey, xin chào cả lớp. Như thường lệ, đây sẽ là video cuối cùng trong khóa Finance của lớp chúng ta. Như các bạn biết, cuối mỗi khóa học thì Suntech sẽ có một cái video đánh giá về cái bài tập cuối khóa của tất cả các bạn. Thì các bạn cũng nhìn qua ở đây là danh sách những bạn đã nộp bài tập cuối khóa. Và ở cái buổi này thì mình sẽ đánh giá lần lượt đồ án của từng bạn. Cái việc đánh giá này mình đưa ra những cái mặt được và chưa được của project mà các bạn đã làm đó, từ đó để những bạn khác cũng có thể rút ra được kinh nghiệm từ những mặt chưa được để có thể cải tiến, để có thể thay đổi và hoàn thiện kỹ năng của mình hơn. Một trong những đồ án mà mình thấy ấn tượng nhất đó là đồ án của Quang. Về mặt cấu trúc thư mục, Quang làm cũng khá là tốt, các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó. Và toàn bộ hình ảnh cũng như là cỡ chữ, phông chữ, rồi là đến cả nét chữ, phông size, Quang đang làm rất là chuẩn. Các bạn biết là cái bản design gốc mà lớp mình được nhận đó là một bản hoàn toàn bằng tiếng Anh, thì Quang đang làm toàn bộ nội dung của trang này nó gần như là hoàn chỉnh với file Photoshop, nó không lệch một chữ nào luôn đó. Anh đánh giá rất cao về cái đồ án của Quang lần này, và đây là một trong những cái đồ án mà anh nghĩ là thực sự hoàn hảo. Đây, các bạn có thể xem. Đó, ngoài những thư viện mà anh gửi cho các bạn thì từng cái ảnh mà Quang cắt ở đây nó cũng khá là hoàn chỉnh. Từng cái nét ở đây này. Đó, cái chỗ này thì có vẻ nó không giống với màu chữ ban đầu lắm nhưng nó cũng khá ổn. Đó, đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Hiệu ứng animation này, CSS3, Quang đã áp dụng vào đây một cách khá là ok. Đó, thấy chưa? Đó, về hình ảnh và cái slide mà Quang đang sử dụng ở đây, nó chính là cái này. Đó, nó là thư viện này. Thì anh đánh giá cái phần slide này cũng khá là tốt. Đây, toàn bộ cấu trúc của trang. Thì hiện tại anh đang thấy Quang đang làm khá tốt phần này. Đối với Quang thì anh thấy có sự trau chuốt và có sự đầu tư về thời gian. Đó, đây các bạn có thể nhìn qua. Animation, đây là kiến thức về JavaScript và jQuery. Quang áp dụng vào khá là hoàn chỉnh. Các bạn nhìn thấy phông chữ này của Quang này, đúng như phông chữ của anh gửi luôn. Và cái phần liên quan đến text này, Quang copy từ file Photoshop, gần như là không bị thiếu đi một chữ nào. Đó, các bạn để ý. Và cái quan trọng hơn, phần mobile anh đánh giá rất cao. Cái phần mobile của Quang đang làm thì như các bạn thấy ở đây, phần responsive, anh sẽ mở cái dạng mobile lên thì các bạn thấy là phần responsive Quang đang làm nó cực kỳ chuẩn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây phần responsive đó, đây thì chạy lên này đó, các bạn thấy nó khá là chuẩn đó, chúng ta không phải sửa gì, chỗ menu này cũng cực kỳ chuẩn đó, được chưa? Đó, ok chưa? Đó, thì đây là cái bài đồ án mà anh đánh giá cao nhất. Từ tính chính xác cũng như là sự trau chuốt và sự đầu tư về thời gian, việc cắt ảnh từ Photoshop sang nó rất chuẩn và khá là hài lòng với cái project này. Và đây là một project mà chúng ta có thể sử dụng và apply nó vào trong thực tế luôn. Ok, tiếp theo anh sẽ đến với project của bạn tiếp theo. Để tham gia khóa học Finance tại Suntech, các bạn hãy inbox để nhận được lộ trình học phù hợp nhất và hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.